với các nữ chiến sĩ mới, ngày tháng học tập rèn luyện tại đơn vị chính là những thử thách và cơ hội để họ tiến bộ, trưởng thành hơn. Đến từ nhiều địa phương với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các chiến sĩ mới luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian gắn bó bên nhau tuy không dài, nhưng tình thương mến của mỗi người dành cho nhau là niềm vui, động lực và là những kỷ niệm đẹp đọng lại ở mỗi nữ chiến sĩ trong những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ. Đều, đẹp, chuẩn từng động tác, đó là thành quả sau những tháng miệt mài rèn luyện của các nữ chiến sĩ mới. Quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để mỗi người lưu giữ kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ. Kỷ niệm mà ghi nhớ nhất chắc là lần đầu tiên ném lựu đạn thật. Lần đầu tiên cầm quả lựu đạn thì rất là run và không dám ném, không dám mở chốt ra để ném luôn. Lúc đấy mặc dù là có người dẫn bắn ở bên để đảm bảo cái sự an toàn cho bản thân mình rồi, nhưng mà vẫn không dám rút chốt ra. Có những cái chuyện mà mình không làm được ấy, thì bây giờ mình đã hoàn thành rất là tốt. Bước chân vào môi trường quân ngũ cũng là khi mô hình nuôi heo đất giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn của các nữ chiến sĩ ra đời. Số tiền tiết kiệm hàng tháng cho heo đất của mỗi người chỉ khoảng từ 10 đến 30 nghìn đồng. Nhưng giá trị tinh thần mà các nữ chiến sĩ dành cho nhau thì lớn hơn mỗi con số. Tôi cảm thấy là mình rất là vui và phấn khởi khi mình được đóng góp một phần nhỏ vào các hoạt động này. Thì ở quân đội là cái môi trường tập thể là đặt là trên hết. Thế nên là cái tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau là vô cùng quan trọng. Trước khi các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị và tiếp tục công tác thì bản thân tôi là chủ đơn vị thì cũng mong các đồng chí chiến sĩ của đơn vị là phát huy cái tinh thần đoàn kết của đơn vị cũng như là truyền thống của Trung đoàn 692, Đoàn Thanh Xuân Anh Hùng. Và về đơn vị mới là tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là người chiến sĩ. Từ những ngày đầu rèn luyện, mỗi nữ chiến sĩ đều đặt ra cho mình mục tiêu để nỗ lực phấn đấu. Dù rèn luyện trên thao trường hay học tập trong nhà, các nữ chiến sĩ luôn cố gắng học hỏi, tích lũy cho bản thân những kiến thức về môi trường quân ngũ. Bởi với họ, đó là tháng năm ý nghĩa của tuổi trẻ và những kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ sẽ luôn đọng lại trong tâm trí họ.